Trận này là Meta gặp chày nha mấy anh em. DOT đối đầu với lại chày, trận bán kết. Sao mà thắng được hai vậy ta, bên kia còn chơi năm đầu nữa. Bên kia còn chơi năm đầu Cobra Rod nữa mà bên kia cũng có Tatsumaki với chày luôn mà sao hay vậy ta? Ờ có một mình à, tôi đéo hiểu luôn nha, hai bên ngang lực chiến với nhau. Bên đây vừa có chày, vừa ao tóc. Vừa có chày nha, vừa ao tóc nè, vừa có Tatsumaki, vừa có năm đầu, vừa có King luôn, toàn tướng Meta không mà vẫn win. Win được hay thiệt, tôi đéo hiểu luôn. Vừa thu tóc nha, hai trận liên tiếp luôn. Không thể nào ông này ăn hơn được, ông này chơi Sonic là mặc định là thu tóc luôn mà đéo hiểu tại sao có thể thắng được. Xanh luôn nè. Rồi máu nha, để máu nha. Đồ hai một tạc bốn con vô tinh thông. Một hai ba một tạc bốn con vô tinh thông luôn. Combo nè, tôi nói cho mấy ông nghe, combo rod là combo rod là một con, một trong những con rất trâu mà một tạc vẫn vô tinh thông bình thường luôn. Con năm đầu còn như máu đây. Giật cái rầu năm đầu vô một tạc luôn. Trời ơi má nó áp đảo. Năm con vô tinh thông luôn, năm con vô tinh thông hết luôn. Mạnh quá, sức thương đầu ra của con này khỏe quá mấy nè. Đó, G4 nó giải khống nữa. G4 nó cover cho mấy con đồng minh nữa là đẹp. Ồ, trâu ác luôn. Để con chày nó gọi chúng ai, gần con chày nó gọi chúng Tatsu không? Rồi, mới nói gọi chúng Tatsu không, nó gọi chúng thiệt luôn. 631 triệu. Vẫn ngứa mấy em ơi, vẫn ngứa. Ồ, nó dùng G4 chịu không nổi mấy anh em ơi, G4 ngốc vậy không nổi rồi. Ôi, con King chết luôn rồi kìa. Con King nãy thấy 8 chấm máu giờ con King chết luôn rồi kìa. Mùi, mấy nó dùng ác thiệt. Không có rít được mấy anh em mà, nó không rít được, nó phải rít được mấy mạnh lận. Tình hình này con năm đầu này nó ngủ ngàn thu luôn rồi, năm đầu này nó ngủ tới chết luôn rồi. Ôi, chết con rốt, chết Tatsu, chết King luôn, một lượt, một lượt duy nhất luôn, một lượt cờ ly sạch trắng đồ hình luôn. Chết kinh luôn rồi. Chết luôn. Lên không nổi luôn. Vì em mới nói. Vì em mới nói nó ảo anh. Nằm dưới đất mà bị mất máu luôn mới ảo đó. Đâu nè. Trời ơi má nó vãi thiệt. Nè đó con năm đầu miễn chón cho con chày luôn nha đó. Đào năm đầu, con năm đầu miễn chón cho con chày luôn á nha. Đó anh kêu là không để năm đầu miễn chón cho chày bị Burin ôm đi.
Làm DOT nó ảo lắm anh em ơi. Con Fuki ra nó kích nổ đam DOT ảo lắm. Nảy lì vậy đó. Rồi bị đam tới chết luôn. Đó, nó gọi vô đam hết rồi, năm đầu chết rồi, năm đầu đi rồi. Rồi đúng đúng một lượt clear quét sạch đồ hình mấy anh em, một lượt quét sạch đồ hình rồi còn lại mình cũng chạy thôi. Con chạy này thì đi bụi chắc rồi, con chạy này quýnh từ từ cũng chết. Mưa dầm thấm lâu đánh từ từ cũng chết, chạy mà không có kinh thì cũng chỉ là chạy thôi. Ừ, ăn chó tới chết mấy anh em. Đâu, có con năm đầu nó miễn chó mà, cái miễn chó của con hàng nữa vĩnh viễn mà. Ăn đam tới chết thôi chứ không ăn chó mấy anh em. Con năm đầu nó miễn chó vĩnh viễn mà. Này thằng này nó thông minh, nó để con năm đầu chung hàng này con chạy. Nó để follow up vô con năm đầu luôn á, nhưng mà con năm đầu cứ ngốc vậy là chết, ngốc vậy là chết, không có kịp follow up. Không có follow up được. Thằng này là ý tưởng giống anh Đào đó, là để follow up cho con năm đầu, để cho con năm đầu nó có cơ hội để nó được đập đó, nhưng mà DOT rút nhanh quá. Năm đầu không kịp hồi sinh, năm đầu không dậy được lần nào để hồi sinh. Lúc thiếu tỉnh táo như thế này thì chúng ta cần một bịch sữa Good Mood. Hey, trận này nó thắng cả chày luôn đó, thắng cả chày đồ đầy đủ áp đảo luôn đó mấy anh em. Trận này thì không cãi được rồi, trận này thì không cãi được rồi nha.